Sáng ngày 3 tháng 8, ông Đỗ Tấn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông cho biết, tại khu vực 16 hộ dân thuộc tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành tiếp tục xuất hiện hiện tượng đất bị sạt lở. Theo ông Dương, một số hộ dân cho biết có hiện tượng đất từ trên cao sạt trượt, làm một số bờ tường nhà dân tiếp tục bị hư hỏng. Tại nơi này còn có lượng nước chảy từ lòng đất vào nhà dân. Sáng cùng ngày, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa cũng đã đến động viên, hỗ trợ mỗi hộ dân tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành 3 triệu đồng. Như báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, tại km số 1900+350 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, xuất hiện vết nứt đường, lún đất, độ rộng vết nứt từ 20cm cho đến 40cm, vết nứt kéo dài khoảng hơn 10km. Cùng với đó, nhà của một số hộ dân sinh sống xung quanh phía bên đất âm đã có hiện tượng nứt tường, lún đất và có nguy cơ sạt lở rất cao, gây ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống tại khu vực. Đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Thành đã vận động và huy động lực lượng hỗ trợ di rời người, tài sản của 16 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo, không cho các phương tiện lưu thông qua tuyến đường xuất hiện vết nứt, lún đất nêu trên.